bóng đèn như thế này. Ba mươi ba mươi lăm ký. Nhảy quá. Heo trắng, heo mội lai mọi người. Heo cái lên giống hết rồi. Nè mọi người thấy không? Chưa đầy một tháng mới mười mấy ngày là bắt đầu tách ra ha. Tách ra. Heo này cũng vô ăn cám chung luôn hết mọi người ha. Chơi chơi thả không rồi. Nó nhanh lắm mọi người, vài bữa mọi người sẽ thấy khác liền. Mình liệu nuôi này thì bỏ công làm lời mới có lời mọi người, chứ còn mà nuôi để bỏ thức ăn không là không có lời. Thì hôm nay mình đang bán heo đực nha mọi người. Đó. Con heo đực giống này nè. Ha. Anh em nào thích thì alo nha. Heo này thì nếu mà nói về xấu là mọi người biết xấu gì không? Giờ nói chung mình cũng không thấy heo này xấu chỗ nào luôn mọi người. Chung là ok. Không kiếm điểm nào xấu xấu chê nó mà nó không có. Thì anh em nào mua thì alo mình nha. Chung là heo này được mọi người. Không lá tóc tài vậy thôi chứ. Rồi nữa. Chung tạm mọi người ha.
Giờ nó khoảng 60 đến 70 kg rồi, mình đánh khoảng đó thôi. Thì mọi người họ nghĩ là heo bự á. Heo bự thì heo mà rừng mà ví dụ bự như vậy nè. Thì sợ mua trúng heo già ha. Thì mình nói với mọi người là heo này chưa già nha. Heo già thì răng nó sẽ nó mọi người thấy răng nó mới ngáp không? Răng nó ít thôi ha. Không có đủ để răng già đâu. Răng già nó sẽ lòi ra hết mọi người ha, nhưng mà thường á cái con heo mà ít nhất cả chục năm mọi người, chục năm mới bắt đầu mới gọi là nhảy nọc rồi kém nha, chứ thường về là quá đúng mọi người ha, về là còn tơ mất con này 2 năm mà mọi người. Rồi chào mọi người nha. Thì sim 4 kg mấy 5 kg một con. Đây đâu lá sim thử coi. Trời ơi lông này mang được nè, lông này à, mang được gì nè, giống địa bàn chưa? Giống địa bàn thiệt đó chứ. Thấy chưa, nhìn chưa, ngon chưa? Ngon. Đấy, con này có 5 kg chứ nhiêu đâu. Alo. Gà mái không có, có dịch không à? Ngon à. Wow, mấy con này ăn dữ lắm rồi mọi người, ăn khủng bố luôn. Nói chung là ăn mà đổi lại thì bự ký lắm nha. Ai mua thì liên hệ nha. Có 55 ngàn một ký thôi. Nè anh ơi bắt con này cho nè, anh ơi bắt con này nè, anh ơi bắt con này nè, bắt con này nè, con này khoảng 3 kg không ta? Đâu máy á, có trông vô máy gì không? Nè nè con này nè, nó con đi trước màu trắng á, máy ở trống gì bắt nó đi. Dạ giống đại bàng chưa? Những người bàng thiệt á. Người ta thích ăn khoái ăn mái thì bắt mái cho người ta. Thật ra vịt mái ăn ngon hơn mọi người ha. Mái ăn ít xương hơn. Trống thì nó xương nhiều lắm. Nó nặng 1 ký mà. Trống thì mấy cái này quay ăn ngon lắm nha mọi người. Mấy cái này quay ăn là thôi khỏi nói luôn ha. À. Con hả? Thôi thôi. Thịt mái mà 3 kg 2 mà bự không? Ừ.
8 kg đúng. 8 kg đúng. 48. 3, 2 con là 8 kg. Ghê. Đúng là dịch sim lấy pháp mọi người ha. Bự cho bá luôn.